xóa cái bảng ghi và nó cũng bay luôn ở trong cái file cơ sở dữ liệu của chúng ta là file data.txt này. Bây giờ chỉ còn mỗi quang HIV thôi. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ là xong, tạm thời xong cái logic cho phần xóa. Bây giờ chúng ta sẽ làm thêm phần sửa, phần thêm mới. Thì hôm trước tôi đã tạo ra một cái thẻ. Xin lỗi các bạn, hôm nay tôi đang bị viêm họng nhé. Đang hơi bị đau họng. Thẻ A ở trên, thẻ TR, TH ở trên này. Đúng chưa? Chúng ta link sang file là create.php đúng không? Được chưa? Bây giờ chúng ta có bấm vào đấy, bấm vào cái thẻ A đấy thì nó cũng không có, bởi vì file này chưa tồn tại. Thì việc của chúng ta sẽ phải làm gì? Tạo ra file create.php kia. À, cái này không phải PP làm gì nữa cả. Thì chúng ta sau khi tạo ra, chúng ta sẽ viết code HTML. Trong này sẽ gồm một cái form là create submit.php chẳng hạn. Method bằng get hoặc post thì tùy, tôi để post đi. Được chưa? Sau đó ở trong này chúng ta sẽ tạo ra rất là nhiều những cái div, gồm các cái field, những cái dữ liệu của chúng ta hoặc không có div được, tùy các bạn thích làm nào là. Miễn là ra cái form. Thì chúng ta sẽ có là username đúng không? Đúng nhỉ? Ở đâu name chứ? Name 2 chấm là một thẻ input này. Input time text, name bằng name, name bằng username chẳng hạn, ví dụ thế. Và chúng ta sẽ có một cái br để xuống dữ liệu. Chúng ta sẽ có thêm là age, là tuổi, một cái input time number, name bằng age. Được chưa? Chúng ta sẽ có min, giá trị của nó min bằng 1. Chứ chẳng có ai không tuổi với lại trừ 1 tuổi. Và lại br. Và cuối cùng chúng ta có trường hợp school, input time bằng text, name bằng school. Đúng không? Và lại br. Cùng chúng ta có một cái button file submit. Đây là save. ID làm gì? Đi làm sao vậy? Ông biết ID nó phải điền bao nhiêu mà điền vào đấy? Đúng không? Nếu mà cho field ID vào thì biết điền bao nhiêu? Nhớ ID nó đã tồn tại rồi thì sao? Đúng không? Và liệu người ta có điền đúng là số cho mình không, hay người ta điền chữ vào đấy? Thì lúc đấy thì tính sao? Chuẩn chưa? Cho nên cái ID thì mình sẽ tự tính ra, chứ mình chẳng có tội gì mình phải điền vào đấy cả, để cho mệt người. Chuẩn chưa? Không nhá? Cột nhảy. Tôi cố thể là còn chậm đấy. Trang đang thở dài, còn thằng em kém cỏi nó đang thở dài ngồi sau. Thank you.
Xong chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ khi mà reload lại trang của web ấy, chúng ta sẽ nhìn thấy một cái form đúng không? Bây giờ điền các giá trị vào, ví dụ điền là thằng Giang ngồi dưới thằng Khánh đây là gì nhỉ? Giang ngồi dưới thằng Khánh đây là gì? Thằng khó đấy. Dương Văn Giang. Giờ tuổi là tuổi thằng này 60 tuổi. Trường gì? Công nghiệp. Công nghiệp. Được chưa? Công nghiệp. Điền vào trong save. Save thì lại ra not found đúng không? Bởi vì chúng ta chưa có cái file là create submit. Đúng không? Giờ tạo và hứng được data đã. Create submit. Sau đó chúng ta sẽ có là cái biến. Biến name bằng đô la gì? Gạch dưới. Post. Username đúng không? Username đúng không? Từ cái create kia mà ra thôi. Đây này. Lấy username này ra này. Put vào đây. Và tiếp theo chúng ta có mấy hàm nữa, đó là hàm edge. Hàm gì nữa? Hàm tiếp theo là hàm school đúng không? Đó. Chúng ta có thể va đâm hết chúng nó ra. Như này. Và làm hết giá trị ra để xem nó như thế nào. Được chưa? Ra ngoài kêu reload. Chúng ta sẽ nhìn thấy Dương Văn Giang này, 60 này, công nghiệp này. Chuẩn không? Đúng những gì chúng ta vừa mới ghi vào. F5 lại phát nữa là được. Xong continue. Lấy lại dữ liệu cũ xong. Ôi giời, mày gạt thế. Những cái request dòng post thì làm thế là nhanh nhất. Đỡ phải điền lại form. Cái đâu ấy. Yeah. Được chưa? Lấy dữ liệu rồi nhá. Bây giờ sao? Đủ thông tin để lưu vào DB chưa? Để đủ thông tin để lưu vào đây chưa? Rồi con khỉ. Rồi ở đâu? ID đầu đào đâu ra? Cái số này đào đâu ra? Trả lời đi. Hả? Mình bây giờ mình phải tự sinh nó ra. Nhưng mà tự sinh ra mình phải trên một cái cơ sở gì đấy, chứ không phải tự nhiên mà viết bừa vào đây được. Thì chúng ta sẽ có là đầu tiên là phải require cái file lib đã. lib.php đã. Sau đó có cái student sc. Nó bằng với cái hàm get student. Lấy hết ra cái mảng này đúng không? Chuẩn chưa? Sau đó chúng ta sẽ lấy ra phần tử cuối cùng. Được chưa? Lấy ra phần tử cuối cùng. Chúng ta sẽ có là last student. Last student bằng student ở phần tử cuối cùng thì nó là cao của chính nó trừ đi 1 đúng không? Đúng không? Được chưa? Xong chưa? Chúng ta va đâm là class student. Xem nó ra cái gì. Kỳ quá nhỉ. Được chưa?
reload. Chúng ta thêm cái mạng đúng không? Đúng phần tử cuối cùng không? Tôi thêm một cái nữa vào đây. Đây là 2 này. Hậu là gì Hậu? Nguyễn Thị Hậu. Tuổi 50. Lớp là toàn anh chị già. Trường gì? Thủy lợi. Xếp xuống. Thấy không? Thấy ra Nguyễn Thị Hậu không? Nó luôn luôn lấy ra phần tử cuối cùng. Được chưa? Nhưng mà nhỡ chúng ta xóa trắng cái này đi, tức là nó không có phần tử gì, thì phần tử cuối cùng ở đây là tèo. Lỗi luôn đúng không? Lỗi luôn. Thế vậy thì chúng ta cái khả năng để xảy ra cái việc là tạo cái này ra, lấy cái này ra là có vấn đề. Đúng không? Bởi vì nếu mà cái mảng này không có gì thì cũng không thể nào lấy được dữ liệu ra. Đúng không? Do đó chúng ta sẽ kiểm tra ngay lập tức. Chúng ta tiến hành là VADAM. Cái biến cái empty. Cái empty của cái student. Và die luôn đấy. Để đỡ phải check. Để kiểm tra xem nó có bị rỗng không. Nếu rỗng thì chúng ta sẽ có cách xử lý khác. Mà không rỗng thì có cách xử lý khác. Đây, reload lại. Thấy không? True đúng không? Còn nếu tôi trả lại giá trị, trả lại giá trị cho file data này, xếp xuống thì chúng ta sẽ có là phone đúng không? Được chưa? Thế vậy chúng ta có cái gì ở đây? Trong trường hợp rỗng thì ID tự động bằng 1, còn trong trường hợp không rỗng thì ID tự động bằng bằng mấy? Bằng phần tử cuối cùng, cái ID của phần tử cuối cùng cộng 1. Đúng chưa? Thì ở đây chúng ta sẽ có là if empty student. Mà cái này nếu nó true thì chúng ta sẽ có cái biến ID bằng 1, đúng không? Else chúng ta sẽ có cái last student này. Được chưa? Đây là thằng student cuối cùng. Và chúng ta sẽ có cái biến ID bằng cái thằng last student ở phần tử số mấy? Số mấy là cái ID? Số 0 cộng 1. Bây giờ thì chúng ta sẽ tạo ra xong. Đến đây là chắc chắn là xong rồi. Chúng ta tạo ra một cái mảng new student bằng một cái mảng có phần các phần tử như sau: $ID phẩy $name phẩy $age và phẩy gì nữa, school. Thế này đúng không? Và sau đó chúng ta sẽ tiến hành là array, quên nhầm cái mạng student, sẽ add thêm phần tử vào, add thêm cái phần tử bằng new student vào. Được chưa? Thế bây giờ chúng ta có cái mảng mới. Ví dụ trước khi add thì chúng tôi sẽ VADAM vào đây. VADAM cái student ra. Và sau khi add tôi cũng VADAM cái student ra xem nó có khác nhau hay không. Được chưa? Xếp xuống và chúng ta sẽ có trước khi add chúng ta sẽ có 2 phần tử. Sau khi add thì chúng ta sẽ có 3 phần tử. Đúng không? Đấy, chứng tỏ là chúng ta add thành công. Còn một trường hợp nữa, đó là trường hợp cái thằng này rỗng đúng không? Cắt nó đi. Reload lại trang. Trước khi add thì thằng này empty, sau khi add thằng này có 1 phần tử là Dương Văn Giang, trường công nghiệp. Chuẩn chưa? Đó, tức là cái code của chúng ta đã thực hiện thành công. Sau đó sao? Bây giờ làm việc gì nữa? Chính xác, ghi vào file. Chúng ta sẽ có hàm là override student. Override student. Và chúng ta tiến hành là header. Trong này là location về index.pt.
Xong chưa? Chạy đi xem có đúng không? Đúng Dương Văn Giang không? Thêm thằng nữa nha. Thằng Giang bên kia tên là gì? Vũ Hoàng Giang. Vũ Hoàng Giang. Tuổi bao nhiêu? 16, thằng này chưa thành niên. Trường gì? Thông. Thông trường. Đúng chưa? Thêm, sửa rồi, hiển thị rồi. À thêm, xóa rồi. Nên còn sửa, các bạn có tự làm không? Tự làm phần sửa nhá, tôi sẽ up code lên. Lúc nữa tôi sẽ chữa. Cho các bạn cần thời gian bao lâu? Ra Quang estimate trong thời gian mình làm liệu cái phần sửa trong bao lâu? Không biết đấy. Thế sau này thì cũng đừng đi làm nữa, bởi vì khi đi làm ấy, người ta sẽ bắt các bạn phải estimate thời gian hoàn thành công việc. Đấy thật đấy. Khánh định làm trong bao lâu? Dự tính. Mỗi người bây giờ lấy vở ra. Lấy vở ra. Gửi viết vào đấy cho tôi một con số. Là số phút sẽ làm xong. Thử xem tí nữa chúng ta thử xem là chúng ta có hoàn thành công việc hay không. Để sau này còn sửa lại. Đẩy code lên rồi, lên GitHub xem. Nào, mỗi người cho tôi một con số. Hẳn chưa? Ai tự lấy giấy viết ra. Nghe. Xin, nghe nó lấy giấy này. Một mẫu thôi. Hả? Biết xong rồi này. Xé nó vào giấy. Tôi em biết để đấy, tôi đó có làm gì chứ nó mà biết sầu. Cái bài cũ thì làm gì đây? Ngáo ngơ ở đây này, hoàn thiện TH này. Hoàn thiện TH chấm bi làm gì? Có repository lấy lớp mình đây này, kéo xuống buổi cuối cùng đây này, đi số vào đây, số phút vào đây, à sau rồi thế thôi, giảm đi. Các anh có lần sau. Các anh bài học trở. Tức là không hiểu. Bảo chưa có học trường đấy đúng không? Học trường này nào đưa lại. Bảo chúng hay ý mà. Đấy là thử. Thử ép. Không đi được. Ở đây không phải. Đây là gì nhỉ? Bài đi lấy cậu đi lấy cậu có cái đi phải create đây đúng không, copy này file save này đi này điều chỉnh gì đúng không, không biết bao giờ sao mà học bên nhỉ, ở học đúng không, 20 phút và đã xong rồi tôi cho cô 20 phút bắt đầu từ bây giờ nhé, bây giờ 7:01 cho đến 7:21 thì cho hai hạt đầu tổ chim này bảy phút không có chuyện về nhà đâu, phải xong luôn trên lớp chứ về nhà cũng không học lại đâu, 7 phút hả không không biết chuyển sang ví dụ bây giờ cái form của mình xác định người chỉ được hai ngày đúng không? Cái đường dẫn có thể tồn tại trong các ngày gì đúng không? Nhưng mình có cần hết đầu sự sau khi sử dụng xong nguyên một đám thế này, tiếp tục điều hướng đi website chỉ dần sang cái trang này kia. Đúng không? Không phải. Còn những đấy mà không nên. Không đấy. sang chuyển sang cái file 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 sang c
đang tranh thủ. Được chưa? Bao nhiêu phu? Không biết đấy. Sợ. Tao hai thằng này, mấy phu. Không biết sai đâu. Bảo cố ta sẽ làm vợ, lỗi ta sẽ làm. Tuy nhiên đó, nó báo lỗi là... Tại sai liên hoài. Đâu. Chắc chắn sai liên hoài. Hoặc là sai được dẫn vào vai. Nhìn nó thấy sai rồi, thằng này cái chữ E đâu? Thế gì? Chẳng máy nó tính, không phải là tôi tính, nhưng mà nó sai được. Thấy chưa? Cất cổ đấy cả. Sợ thật đâu. Rồi, thằng này sai cũng giống thằng kia, bỏ ra. Bỏ cốt ra. Copy cái tên phạm tên hàng này. Cái này ạ? Ừ. Copy tên hàng của cả tên hàng. Tên hàng là từ đâu đâu? Đúng rồi. Sang cái file viết định nghĩa cái tên, định nghĩa cái hàng đấy. File đấy là phải viết định nghĩa hả? Em đọc bây giờ này. Đúng rồi, Ctrl F. Ôi dồi, còn chưa cần viết hàng. Thế mà sao chẳng chẳng không có. Mày viết ở đấy hả? Em đọc bây giờ này. Cái này nghĩa là lúc đấy có cái hàm ghép ra là chuyển từ text sang mảng đúng không? Cái hàm đấy để chuyển gom lại từ mảng sang text lưu lại. Được chưa? Return nó không return được, thằng kia làm đi. Không làm được thì đọc đi. Không hiểu chỗ nào thì hỏi. B máy sang lại cái trạng như em. Nghe nghe, không phải nhà tôi gì cả, học dốt thì phải hỏi người ta đúng rồi. Nghe. Cứ bê sang, hỏi tự nhiên. Sao? Sửa, cập nhật. Đúng. Thì nó phải làm những cái gì? Và làm sao để cập nhật được dữ liệu?
trả. Cái này à, đoạn này student nó là một tập hợp, một mảng đúng không? Nhưng mà có trường hợp đó là cái student này, cái data trong TNT nó bị rỗng, bởi vì chúng ta lỡ tay xóa hết rồi thì sao? Đúng, nó sẽ bị rỗng đúng không? Đó, cho nên là chúng ta sẽ phải kiểm tra cái student empty hay không. Nếu mà empty thì cái ID đầu tiên để bắt đầu nó sẽ là số. Đúng chưa? Đây là trong trường hợp rỗng, trường hợp cái data rỗng. Đúng chưa? Trong trường hợp nó không rỗng thì chúng ta lấy ra phần tử cuối cùng nằm trong cái mảng student. Đoạn này có hiểu không? Đây đến đoạn này rồi. Đúng không? Sau đó chúng ta sẽ tạo ra một cái biến ID bằng cái ID của phần tử cuối cùng đấy cộng thêm một đơn vị. Bởi vì cái mảng lấy ra thì nó sẽ lấy ra cái mảng ấy thì nó sẽ là, đây là last student mà. Last student là phần tử cuối cùng đúng không? Thì chúng ta sẽ, nó tương đương một chuyện mẹ. Nó sẽ tương đương với cái này. Tương đương với cái số ID này. Ở phần tử số 0 mà. Đây thử lại cho nhá, coi nhá. Đây. Đây đúng không? Rồi va đam cái student này. Như này là được cái gì? Thấy chưa? Đấy là một mảng không? Phần tử cuối cùng là cái mảng này đúng không? Nó là cái mảng này. Phần tử cuối cùng là cái mảng. Đúng không? Thế vậy thì chúng ta sẽ lấy ra cái phần tử số 0 này tương đương với số 4 này cộng thêm một đơn vị là số 5 đúng không? Hiểu chưa? Sau khi cộng thì nó thành như này. Sau khi cộng thì nó sẽ thành như này. Thấy không? Đây là mảng trước khi cộng này. Được chưa? Mảng sau khi cộng này. Hiểu chưa? Đúng chưa? Đấy, có thế đó. À, ông để được, tôi lấy cho ông xem nhé. Đây đúng không? Update này đúng không? Kích vào đây cái gì đấy? Lấy chưa? Back lại này. Lấy chưa? Đưa lên URL mà lấy. Hiểu ra? Ờ, nó là get. Làm sao mà truyền report được?
20 rồi. Xong chưa Hậu? Đến đâu rồi? Bây giờ là nó không lưu à? Thế là sai rồi. Chưa nha. Giang chưa? Đến đâu rồi? Đến con đấy lại đi. Rồi, chữa này, tập trung vào đây, rồi tôi sẽ chữa thử một lần rồi các bạn. Cố gắng đừng nhìn cốt của tôi, có nghĩa là bây giờ nhìn cốt thì được, nhưng mà sau đấy các bạn cố gắng tự làm bằng sức mình. Thấy chưa? Để hiểu cơ chế của nó đã. Bây giờ tôi sẽ tạo ra file update.php đúng không? Đúng chưa? Tạo vào đâu? Ừ thì đúng rồi, bây giờ tạo form đấy, update.php, file này chữ form. Trong này mình sẽ nhận cái tham số ID từ trong cái URL đúng không? Đô la gì? Get chính xác. Không, bởi cái đấy nó thiếu một thứ. Thực ra cũng được, nhưng mà cái đấy tính sau thì chúng ta làm cái việc dễ trước. Và tôi thường thường là làm một form thôi. Get ID trên URL xuống đúng không? Và đâm để test ID. Chuẩn chưa? Xong, lấy được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ require one cái hàm lib và cái file lib.php và chúng ta sẽ có cái student bằng với get student hàm này đúng không? Không nhỉ? Tiếp tục chúng ta tiến hành for cái biến student sc này, sc value. Được chưa? Sau đó chúng ta sẽ có như sau, một cái biến là target current current student bằng string rỗng này, bằng một bảng rỗng này, sau đó bằng null đi, bằng null đi. Sau đó chúng ta sẽ làm như sau, if cái này bỏ key value đi cũng được, if st ở phần tử số không bằng với cái biến ID nhận được thì cái biến current student nó sẽ bằng cái đô la ST và tiến hành break vòng lặp ra. Bây giờ để tìm ra cái phần tử nào cùng ID ở trong cái mảng dữ liệu. Chuẩn chưa? Tiếp theo chúng ta tiến hành if, nếu mà phủ định của cái biến current student này, tức là nó bằng null hoặc bằng không hoặc bằng bất kỳ cái gì, bằng phone chẳng hạn, thì chúng ta sẽ tiến hành như sau, die hoặc là chúng ta header location luôn. Thế tôi viết như này sao? Ờ
được không? Chuyện này vừa mới xảy ra xong đây này. Được chưa? Rồi. Header location về index.php. Được chưa? Tức là dừng lại và die luôn ở đây, được chưa? Dừng cái việc hiển thị lại. Còn nếu không, nếu không thì tôi sẽ đi copy lại cái form ở đây. Tôi vứt xuống. Với các thông số có sẵn, ví dụ như value ở đây nó sẽ là echo của cái biến current student ở phần tử số 1. Đúng không? Đây là ở phần tử số 2. Và đây là ở phần tử số 3. Đúng chưa? Đúng chưa? Tiếp theo, chúng ta cũng phải, sau khi submit cái form này thì chúng ta phải submit sang một cái đích khác, đó là update submit chẳng hạn. Đúng không? Và chúng ta phải truyền đi thêm một cái ID của phần tử nữa. Input type bằng hidden, name bằng user ID, value bằng current student ở phần tử số 0. Được chưa? Cái này nó sẽ không hiển thị. Nó bị ẩn dưới input hidden mà. Đây này, các bạn khi mở form ra các bạn sẽ nhìn thấy cái input hidden này. Chẳng qua nó không hiển thị khi form, nó không hiển thị thôi chứ khi form gửi đi nó vẫn đi theo. Được chưa? Sau đó thì chúng ta sẽ save nó xuống, hoặc đây chúng ta sửa thành text là update. Được chưa? Update thì lên update submit.php. Chúng ta tạo file mới ra. Ở đó chúng ta sẽ, ở đây chúng ta sẽ nhận cái biến ID bằng đô la gạch dưới post, đây là user ID của cái hidden đấy, đúng không? Tiếp theo là gì? Là gì nhỉ? Name bên này thì bằng username. Bên này là cái gì? H. Đây là school. Được chưa? Sau đó chúng ta lấy clip ra. Clip when require one clip.php ra. Được chưa? Sau đó chúng ta sẽ lại có student bằng get student. Đóng mở ngoặc. Tiến hành for cái biến student kia st là student. If ST ở phần tử ở vị trí số 0, đúng không? Phần tử ở vị trí số 0 bằng với cái biến ID nhận được, đúng không? Thì chúng ta có cái ST, chúng ta sẽ có cái student ở phần tử thứ key. Đây tôi để đây là một biến index cho đến ST, phần tử thứ index ở phần tử số 1 sẽ bằng với cái biến name, phần tử số 2 sẽ bằng với age, 3 sẽ bằng với school, đúng không? Rồi tí tôi giải thích xong chưa? Và chúng ta đã xong rồi thì chúng ta sẽ tiến hành break vòng lặp này đi, không chạy nữa. Cuối cùng là chúng ta sẽ có cái hàm là override clip rồi. Đây, override student. Và cuối cùng là header location về index.php. Được chưa? Bây giờ chúng ta thử cái đã nhá, xem chạy không đã. Bây giờ là chuyển thành Vũ Hoàng Giang đẹp trai. Được chưa? Cập nhật tiếp, cập nhật tuổi là 161 tuổi. Đây chuyển về trường giao thông. Được chưa? Tức là việc update của tôi đã thành công. Bây giờ tôi sẽ giải thích lại một lượt này. Nhận các tham số này thì dễ rồi, không phải bàn. Lấy danh sách sinh viên cũng dễ rồi, không phải nói nữa. Tiếp theo là chạy từng phần tử một thì tôi sẽ có cái index và cái value, đúng không? Bởi vì các phần tử của chúng ta khi mà ra cái này, tôi va đâm ở đây. Student
đúng chưa? Chúng ta sẽ có cái index này, chạy qua từng cái phần tử một thì cái index, cái đô la index nó chính là cái số này, còn cái ST nó chính là cái mảng này, được chưa? Thì chúng ta sẽ lấy cái mảng này ở phần tử số 0 để so sánh với cái ID nhận được, đúng chưa? Và khi mà cái này nó đúng rồi, tức là đến cái phần tử mà nó xác định được đến cái phần tử mà chúng ta cần phải cập nhật dữ liệu, thì chúng ta sẽ chả nhẽ làm cái việc là ST ở phần tử số 1, số 2, số 3 bằng giá trị này. Thử xem có được không nhá. Tôi tiến hành thử xem có được không. ST ở phần tử số 1, số 2, số 3. Như này thì nghe hợp lý hơn đúng không? Đúng nhá. Thử cái. Tôi đăng đài. Rồi bây giờ chúng ta cập nhật này. Giao thông vận tải. Đúng không? Đẹp trai nhất trường. Ví dụ thế. Sao? Vì sao lại thế? Bởi trong for x khi mà chúng ta tiến hành trỏ đến cái ST này, tức là cái tham số nó đại diện, nó bằng đại diện cho cái phần tử đang được xét, thì nó tương đương với việc là clone ra một cái biến khác. Hả? Thế càng sai. Bởi vì cái ST này nó là một phần tử, là một cái 01234 ấy, 0123 ấy. Đúng chưa? Bây giờ cái index ở đây nó là cố định. Ví dụ chạy đến vòng đầu tiên nó tìm thấy đúng không? Thì như vậy thì cái này ST luôn luôn là 1 à? Thế chết. Mà làm như vậy thì nó cũng không thay đổi được cái giá trị. Quan trọng là ở đây cái biến ST này, khi mà các bạn sử dụng for x thì chẳng bao giờ các bạn thay đổi được giá trị nằm trong form, nằm trong cái mảng gốc cả. Bởi vì khi mà for x nó chạy đây, chúng ta so sánh vòng for x của một cái ARS, cái biến là element nhé, L như này đúng không? Ví dụ chạy vòng đầu tiên số 0 có ID của một, có giá trị bằng 1 trở lại, đúng nhá? Thì cái biến này nó sẽ mang giá trị bằng 1, chạy vòng đầu tiên cái này mang giá trị bằng 1, được chưa? Tức là tương đương với cái việc mà nó tạo ra một cái biến mới tên là L, gắn cho nó bằng cái giá trị ở index số 0 của cái mảng gốc này. Hiểu chưa? Do đó khi các bạn thay đổi cái giá trị của cái biến L này thì cái phần tử số 0 này giá trị nó chẳng ảnh hưởng. Hiểu chưa? Đờ ở đây là mang ý nghĩa là tạo ra một biến mới gắn bằng cái giá trị của phần tử thứ bao nhiêu nằm trong mảng gốc. Hiểu chưa? Cho nên khi bạn thay đổi cái giá trị của biến L này thì các mảng gốc này không thay đổi gì cả, được chưa nhỉ? Do đó tôi phải lấy ra cái biến, do đó tôi phải có cái đô la index trỏ đến đô la ST. Cái ST này nó vẫn cứ là cái giá trị của thằng này gắn vào đúng không? Nhưng mà cái index thì nó là cái này, nó là cái số 0 ở đây này, được chưa? Thì tôi sẽ làm cái việc gì? Tôi sẽ làm cái việc đây, tôi dựa vào cái việc tôi lấy ra cái tôi thay thế cái bằng cái ARR ở phần tử thứ index thay cho vị trí số 1 thì bằng name, số 2 thì bằng age, số 3 thì bằng school. Thế này chúng ta mới thay thế được cái phần tử đang được xét dựa vào index, được chưa? Chúng ta chơi trên cái mảng gốc mà trên mới chạy được. Còn nếu các bạn làm theo kiểu giống như vừa rồi Giang làm thì không bao giờ thay đổi được cái gì cả. Hiểu vấn đề chưa? Có thế thôi. Sau đó là ghi lại file thế xong. Bây giờ các bạn nào chưa làm được thì làm đi. Cố gắng đừng nhìn lên đây.
tự làm thì mình sẽ hiểu nhiều hơn. Hôm trước trong làm các bạn cũng định muốn là ngày làm một món coi y. Tức là truyền thẳng tham trị gì cũng được, đấy cũng là một giải pháp rất là hay. Đây, giải pháp tiếp theo là vẫn làm theo cách của Giang, nhưng mà chúng ta sẽ thêm cái này vào. Hay truyền tham trị như này cũng được, truyền tham trị vào thì nó cũng chặn, cái này ngắn hơn cái của tôi và hiệu quả hơn cái của tôi. Được chưa? Hiểu không? Đẩy cốt lên nhá. Xong chưa? Rồi lắc cứu bộ của mình lại.
Xong chưa? Test đi, thêm sửa xóa xong rồi đấy. Bây giờ chúng ta nhúng tiếp cái phần áp ảnh ở đây nhá. Khi mà hiển thị danh sách sinh viên thì chúng ta có thể là hiển thị thêm ảnh vào. Đúng không? Đúng không? Có chứ. Sẽ có ảnh đấy. Ví dụ chúng ta sẽ làm như sau, chúng ta xóa trắng cái file data.txt này đi. Chúng ta làm lại từ đầu. Đấy nhỉ? Yêu cầu của chúng ta sẽ như sau. Thứ nhất là về name, thứ hai là về ảnh, thứ ba là về tuổi, thứ tư là về school. Cú pháp của chúng ta sẽ là như sau. Ví dụ như ở index này. 1 0 là ID này. Được chưa? 1 đây là ID tôi comment và đây là ID này. Này là đây ID name này, thêm một cái nữa là image avatar, sau đến age, sau đến school đúng không? Ở đây thì chúng ta sẽ là 1, 2, 3, 4, đúng chưa? Bây giờ cái mảng của chúng ta nó sẽ cập nhật lên, nó lên nhiều hơn, đúng chưa? Bây giờ chúng ta làm nào? Thứ nhất, khi mà hiển thị kiểu như thế này thì chúng ta sẽ trắng, đơn giản là trắng thôi, chẳng có cái vẹo gì cả. Được chưa? Xong rồi giờ sao? Giờ sao? Thêm mới đúng không? Add student mới vào. Thêm phần tử vào đây. Thì chúng ta có gì? Cái này còn thiếu cái ảnh. Chúng ta sẽ cập nhật nó lên bằng việc là vào trong create tiến hành là thêm một cái avatar bằng cái input type bằng file, name bằng avatar, đúng không? Và thêm một cái br, chuẩn chưa? Xếp xuống, bây giờ chúng ta có cái input field ảnh. Xong nhá, chuẩn chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm sao để gửi file ảnh lên. Quên hết rồi, bọn này quên hết. Hả? Bài hôm nọ là cái bài nào, bây giờ tôi chẳng nhớ cái bài nào, chỉ có bài thôi các ông, nhưng tôi làm gì có bài nào. Đấy, cái thứ cần dùng thì lại chẳng bao giờ nhớ. Thêm cái gì vào đây?
encrypt type bằng multi path form data, form trừ data. Dựa vào cái này thì mình mới gửi được file lên. Xong chưa? Sau đó sao? Vào create submit đúng không? Nhận thêm cái file. Đúng không? $avatar bằng $ gì? File avatar. Đúng chưa? Chuẩn không? Bây giờ làm gì nữa? Kiểm tra xem có file không. Nếu không có file thì không lưu, mà có file thì lưu. Cái đấy tính sau. Làm được, làm thì làm được, nhưng cái đấy tính sau. Grab được file đã tính. Biết nghĩ thế là tốt. Rồi giờ sao? Tôi cứ va đâm ra cái avatar đã nhá. Và tôi đài đấy. Được chưa? Reload. Cho một cái ảnh lên. Save. Đấy, chúng ta ra rồi đúng không? Thế trong trường hợp chúng ta không có file, chúng ta cứ save thì nó ra rỗng đúng không? Thế làm sao để biết là có file hay không có file? Hả? PHP từ thử phát nhá. Này có được không? Thử cái nhé. Không được. Nó không empty. Làm sao để biết là có file hay không có file? Cái gì đây? File time. Không đúng. Nếu mà đằng nào chúng ta cũng đẩy lên được cái avatar này, nó sẽ luôn luôn có giá trị đúng không? Thì vậy thì chúng ta phải dựa vào một thông số nào đấy của nó để kiểm tra xem là file này có lên hay không. Dễ nhất là sử dụng cái gì? Theo các bạn dễ nhất ở trong các tham số này là cái gì? Cái gì? Cái này này. Ảnh các bạn để ý mà xem file nào các bạn cũng ít nhất là 1 bit. Tạo mới ra mà xem. Đúng không? Nếu mà size bằng 0 tương đương với không có file. Còn nếu mà file mà lớn mà cái size lớn hơn 0 thì là có file đúng không? Đúng nhá. Chúng ta sẽ if avatar mở ngoặc size mà lớn hơn 0 thì sẽ cái gì? $filename bằng gì? Unique ID cộng với string trừ cộng với avatar ở phần tử name. Đúng chưa? Đúng không? Được chưa? Bây giờ chúng ta tạo ra thêm một cái thư mục nữa. Image. Và bây giờ tôi phải tí nữa tôi sẽ phân quyền cho nó. Được chưa? Đây là file dir chứ. File dir. File directory nó bằng là image sược cộng với cái này đúng không? Đúng chưa? Rồi sao nữa? Chúng ta sẽ có là move upload the file bằng avatar ở phần tử tmp name sang cái gì file dir, sang cái file dir. Và sao nữa? Chúng ta sẽ phải có cái file dir này bằng rỗng trước.
Bởi vì nếu mà không có chúng ta sẽ truyền string rỗng vào trong cái mảng kia. File dir bằng string rỗng. Nếu mà có file thì file dir nó sẽ thay đổi bằng cái đường dẫn của ảnh. Đúng không? Bằng đường dẫn mới của ảnh. Còn nếu mà không có thì để nó bằng string rỗng. Sau đó chúng ta sẽ mà làm như sau. Truyền cái student này vào, thay đổi cái này name này, xong rồi đến cái gì? File dir này đúng không? Đúng nhá. Truyền thêm cái file dir này vào. Sau đó ở trong cái hàm override student này. Hàm override student này thì chúng ta sẽ có thêm cái gì? Sau ID này, tên này đến gì? Đến cái gì? Đến là 2 3 và 4. Được chưa? Test thử phát nhá. Nhưng mà trước đấy tôi phải phân quyền dữ liệu đã. Phân quyền cái file image cái được phép up ảnh đã. Sudo chmod cách 777 cách image. Xong. Giờ tôi up file lên thử này. Đây đúng không? Ra chưa? Ra đường dẫn chưa? Trên này chắc chắn là có rồi. Đúng không? Bây giờ hiển thị cái ảnh cái làm nào? Làm nào để hiển thị ảnh? Không biết à? IMG SRC bằng cái này. Thế xong kìa. Xét cho nó một cái width. Rồi. Width bằng 100 pixel. Wow. Sai gì nhỉ? À tôi viết nhầm. Đây là số 1. Đây là số 2. Được chưa? Đấy ảnh đây. Xóa đi add cái khác này. Chọn lại cái logo lúc nãy. Xong chưa? Ô, bọn ngáo ngơ này. Tiếp tục hoàn thiện nốt cho tôi cái phần cập nhật. Không khó đâu, làm đi rồi sẽ ra hết. Vừa xem cái gì hả? Áp dụng kiến thức cũ cộng với kiến thức mới là ra hết mà. Xong đi, xong phần này chúng ta sẽ chuyển sang về database. Đây là còn chưa tính quan hệ đấy nhé. Chưa có quan hệ, ví dụ như student với class chẳng hạn. Đúng không? Chưa tính như nào? Trông thằng game ngấy. Tôi là ai? Đây là đâu? Nhưng làm gì có khó đâu, toàn cái thứ dễ. Đấy, tôi up code lên nhá. Đấy, từ những cái bài toán này rồi, với bọn tôi những cái bài toán này là rất là dễ, cực kỳ dễ, dễ basic nhất. Làm đi Quang. Mấy giờ rồi? 7 giờ kém 10 đúng không? Rồi chúng ta nghỉ 10 phút nhá, 15 phút. Trời ơi, cái này chán. Sợ chưa? Sợ. Sợ á? Không được sợ, này ăn thua gì. Tôi có show cái code của dự án đang làm ra cho công sợ phải đai quần. Bỏ nghe luôn. Thấp. Ô, rồi.
Đấy là chưa tính là nếu mà các bạn làm dự án nó phải kèm đúng các cái quy trình, xong rồi format, xong rồi DB, Newsday, sequence, flowchart, đủ các thể loại. Là học liền nó có tương xứng với cái công sức của kiến thức thôi, nên không phải sợ. Mình học phải học cơ mà, sợ gì? Tốt hơn luôn. Thế là mình nhé.
trên bên trường tôi lập, tôi tạo một cái nhóm bốn làm, hết từ tài liệu cho đến project, đang khóc khét. Bên chúng có sinh năm bao nhiêu? 98 98 hay 99 nhỉ? Hôm nay vào rồi 99. Đâu, vào từ năm ngoái. 98, 98 năm nhất. Rồi chỉ được rồi, học được hết mà. Không cách nào học nhanh nhất bằng bằng thực tế. Cứ vào rồi bị chửi nhiều người khác khôn.
Xong chưa? Thôi nghỉ ngơi thế thôi. Ơi. Nó ăn ở rồi. Mang đây xem nào. Không hiện ra gì, chỉ có ăn ở. Đã up được ảnh lên chưa? Up được ảnh lên chưa? Không up được thì không có lên. Ở trong data có rồi. À, trên file ảnh của bà có dấu cách nên dấu ký tự riêng biệt của bà đúng không? Đây này, đây là dấu cách như theo tại tên file. Vâng. À, thế vậy thì tên đây một chuyện và tên ngoài kia nữa đúng không? Sửa lại tên file. Một cái tên không có dấu đặc biệt đi. Tiếp theo ngồi luyện thôi. Luyện cho up được ảnh. Luyện hiển thị được ảnh. Sau đó là làm cái phần cập nhật. Buổi sau chúng ta sẽ chuyển sang phần update. À, cho đặc biệt buổi sau chúng ta sẽ chuyển sang phần cơ sở dữ liệu. Đáng lẽ là tôi sẽ dạy cả session cookie nhưng mà thôi, đến có DB là session cookie nó sướng hơn. Thấy chưa? Làm đi. Về lý thuyết bài hôm nay chúng ta chỉ có vậy thôi, hết rồi.